Cũng liên quan đến tin tức quanh miền Nam California là tin đường tốc hành để cải thiện xa lộ 405 sắp khởi công. Thưa quý vị, dự án cải thiện xa lộ 405 vừa được chấp thuận trên nguyên tắc dự trù khởi công vào đầu năm 2018 và hoàn tất đường tốc hành vào năm 2023. Theo thông tin của Sở Giao thông Orange County thì dự án gồm đoạn đường tốc hành dài 16 dặm từ xe lộ Y605 đến xa lộ SR73 với kinh phí là 1.9 tỷ đô la nhằm nâng cao sự an toàn và đáp ứng tiêu chuẩn của tiểu bang và liên bang. Kết quả nghiên cứu cho thấy là hiện nay xa lộ Y405 là xa lộ bị tắc nghẽn nhất ở Orange County với hơn 300.000 chuyến xe thông qua một số đường mỗi ngày. Đến năm 2040 thì số lượng giao thông qua lại trên xa lộ này sẽ gia tăng đáng kể. Những làn đường tốc hành mới sẽ có thêm hai làn đường mới cho cả hai hướng để giúp những người lái xe một mình có cơ hội rút ngắn lộ trình mà không cần phải trả thêm tiền toy hay chở thêm người trên xe. Theo dự đoán, vào năm 2040 thì người lái xe giờ cao điểm trên đoạn đường từ SR73 đến i 605 sẽ chỉ mất 29 phút nếu đi trong làng thường và chỉ còn là 13 phút nếu đi trong làng đường tốc hành Y405. Dự án nới rộng Y405 sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông trong những khu vực có lối ra vào xa lộ của các thành phố dọc theo xa lộ 405 như Westminster, Garden Grove, Huntington Beach, Fountain Valley và Costa Mesa.